Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện bây giờ tôi đang có mặt ở nhà thờ giáo xứ Long Hải. Nhà thờ giáo xứ Long Hải ở thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, thuộc giáo phận Bà Rịa. Chúng ta cùng chiêm ngắm vẻ đẹp của ngôi thánh đường cũng như vùng đất này nhé.